Thánh Maria Đức Mẹ trở trong con là kẻ có tội khi nay ở trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ trở trong con là kẻ có tội khi nay ở trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ trở trong con là kẻ có tội khi nay vào trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ trở trong con là kẻ có tội khi nay vào trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con đường sống được vui, đường cày thân lạy mẹ, chúng con còn cháu e và ở chốn cánh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không long than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khói đầy xin cho chúng con đường thấy Đấng Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúng là. Ôi khoan thai, nhân thai, dịu thai, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Vì sau thánh lễ, chúng ta sẽ đi viếng xác ông Phêrô Nguyễn Văn Hồng. Cho nên giờ đây chúng ta cùng nhau cử hành tuần bách nhật tôn vinh, cảm tạ và cầu xin cùng Thánh Ca Giuse. Kính mời cộng đoàn đứng. Giuse trong sông nhờ có nghèo, thua xưa miền Nam xa xứ, thấy ra người vui sướng. Nếu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh lời lớn nghèo, cho người trẻ sự yêu mến tận tình biết nề gương sáng chốn gia đình. Dù bao vòng trần lòng nước lút sương vui vương tay đưa thuyền qua sông đời. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo, thuở xưa miền Nam xa biên, thánh gia người vui sướng. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu ta thiết với cánh lời lớn nghèo, cho người thân máu giữ hạnh phúc gia đình sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo, thuở xưa miền Nam xa biên, thánh gia người vui sướng. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời lớn nghèo. Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người
trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng dân thánh đứng bà là đứng đã làm bạn cùng người phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng. Và xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kinh mến mà người làm bạn cùng dân thánh đồng chính là Mẹ Chúa Trời và là đứng chẳng mắc phải tội công. Tôi tổ tâm truyền cùng vì lòng thương người đã ăn lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến nỗi tan. Là phần sáng nghiệm Đức Chúa Giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc. Lạy xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Lạy đứng đã gọi sang Đức Chúa Giêsu cùng đứng bà cho cẩn thận, thì chúng con xin người bên vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lớn, cho chúng con khỏi mang phải những sự ấy. Lạy đứng dân mạnh đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con. Xin người rủ lòng thương mà che chở chúng con đang ghi chiến tranh cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Nhớ sợ người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì đây chúng con cũng xin người cứu chúa lấy hội thánh cho khỏi các mưu kế giằng thù và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chiếc người và trông cậy vì quyền thế người cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lần và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, cùng với toàn thể gia đình sứ đạo chúng ta, trái tim chúng ta hướng về Thiên Chúa tình yêu, dâng lên Chúa lời tạ ơn và tha thiết khẩn nài lòng thương xót của Chúa tuôn đổ xuống trên toàn thể thế giới, cách đặc biệt cho gia đình sứ đạo chúng ta nhờ lời chuyển cầu đặc biệt của Thánh cả Giuse. Thánh Giuse mau mắn thi hành thánh ý Chúa. Xin cho mọi thành phần trong gia đình sứ đạo chúng ta luôn biết vâng nghe thánh ý Chúa, đem lời Chúa ra thực hành và hết lòng yêu mến, vâng lời công tác với vị chủ chân mà Chúa gửi đến, hầu xây dựng gia đình sứ đạo thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse đã hết lòng yêu mến Chúa Giêsu. Xin cho mọi thành phần trong sứ đạo chúng ta nhờ việc siêng năng dự lễ, rước lễ và chầu thánh thể ngày càng yêu mến và hiệp nhất thiết hơn với Chúa Giêsu, để trở nên những chứng nhân sống động của đức tin và đức mến. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse đã được an nghỉ trong tay Chúa Giêsu. Xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, quy chức ban hành giáo, các ân nhân và mọi tín hữu trong gia đình sứ đạo chúng ta đã qua đời được hưởng hạnh phúc đời đời trong Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh
Thánh Giuse là gương mẫu của đức tin. Xin cho anh chị em vì quá lo lắng sự đời, mai chăng việc Chúa biết trở về với Chúa qua bi tích hòa giải, siêng năng tham dự lễ và luôn gắn bó với thánh y Chúa trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh cải Giuse, xin cho chúng con luôn biết ở lại trong tình yêu Chúa, để đời sống chúng con ngày càng sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như lòng Chúa mong muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hòa muôn tiếng hát kính mừng cho Thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sứ đạo chúng con qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sứ đạo vẫn luôn bình an. Dâng lên người này đây sứ đạo chúng con, dâng lên người vì chủ chân và đoàn dân thân, nói gương người sống mỗi ngày phục vụ hiến thân, luôn trung thành dù cuộc sống biết bao khó khăn. Hòa muôn tiếng hát kính mừng Cha Thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sứ đạo chúng con qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sứ đạo vẫn luôn bình an. Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này để cầu nguyện theo như ý người, xin ơn bình an gia đình, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm được thuận lợi. Chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho gia đình một người anh chị em chúng ta nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành hôn, cầu cho linh hồn Đa Minh, Thai Nhi, Vinh Sơn, Du Xe, Thiên Nhân và các linh hồn. Cách đặc biệt chúng ta dâng thánh lễ này để cùng với giới cao niên cầu nguyện cho mọi thành phần trong giới còn sống cũng như đã qua đời. Và đặc biệt hơn nữa chúng ta cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô Nguyễn Văn Ổng, 65 tuổi, đã an nghỉ trong Chúa thuộc giáo khu Thánh Gioan Bautista. Với tất cả những tâm tình ấy, mời anh chị em cùng đứng, chúng ta bước vào thánh lễ. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa ông đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành kính các thánh Marta, Maria và Lazaro.
ba chị em trong một gia đình. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta noi gương các đấng đón tiếp Chúa ngang qua việc đón tiếp anh chị em mình trong cuộc sống thường ngày. Và một cách cụ thể trong mỗi một thánh lễ chúng ta đón tiếp lời Chúa và nhất là thánh thể. Trước khi bước vào thánh lễ chúng ta hãy thành tâm thống hối về những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa tỏa năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, con một Chúa đã gọi thánh Lazaro trở lại cuộc sống từ trong huyệt mộ và đã nhậm lời thánh nữ Marta đến trú ngụ tại nhà của các ngài. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi chân thành phục vụ anh chị em cũng trở nên xứng đáng như thánh nữ Maria được dưỡng nuôi nhờ suy niệm lời Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ ai không thương yêu thì đã sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và Thiên Chúa chúng ta đã sai con một người đến trong thế gian để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước và đã sai con một người đến hy sinh đền thay vì tội lỗi chúng ta. Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta thương yêu nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta. Vì tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai con mình làm đấng cứu thế. Ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Phúc cho người đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Phúc cho người đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Phúc cho ai theo mưu toan kẻ gian ác.
không đứng trong đường nôi những tội nhân, không ngồi chung với quân nhạo báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày. Phúc cho người đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, lá cây không bao giờ tàn úa, tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. Phúc cho người đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vò trâu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính và đường kẻ gian ác dần tới diệt vong. Phúc cho người đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Alleluia, Alleluia. Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, lạy Giang Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, có người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà mình. Bà có em gái tên là Maria, cứ ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Chúa. Còn Marta thì mãi bận rộn công việc nấu dọn. Bà đứng dậy nói: Thưa Thầy, em con để mặc con một mình nấu dọn mà Thầy chẳng nghĩ đến sao? Xin Thầy bảo em giúp đỡ con. Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng xôn xao về nhiều chuyện quá. Chỉ có một điều cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất, phần đó không ai lấy mất được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Đọc tin mừng chúng ta để ý Marta, Maria và Lazaro được nhắc đến mấy lần nhưng không nói tới bố mẹ. Có lẽ ba chị em ở với nhau và lúc đó bố mẹ đã qua đời. Có một điểm chúng ta có thể nhận ra rất rõ ràng trong cuộc đời của ba chị em gia đình này, đó chính là lòng hiếu khách. Có lẽ Đức Giêsu rất thường xuyên ghé thăm trọ tại nhà ba chị em Marta, Maria và Lazaro. Và Chúa Giêsu cũng đã thân thiện với gia đình này, cho nên Lazaro đã được Chúa Giêsu cho sống lại. Đấy là một vài nét chúng ta có thể biết được qua Kinh Thánh về gia đình Marta, Maria và Lazaro. Đoạn tin mừng chúng ta vừa được nghe kể lại việc hai chị em đón tiếp Chúa Giêsu. Chúng ta đừng nghĩ rằng là Chúa Giêsu chê trách Marta, không phải, mà Ngài uốn nắn lại để cho Marta cũng như những con người thích hoạt động biết hoạt động làm sao cho đúng ý hướng của Chúa. Cái điều quan trọng đó chính là đón tiếp Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày hôm nay cũng như tất cả bao thời đại, Chúa không có hiện diện một cách hữu hình. Chúng ta được mời gọi đón tiếp Chúa ngang qua việc đón tiếp anh chị em mình. Đôi khi chúng ta vào trong nhà thờ, chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta đã đón tiếp Chúa một cách rất là cung kính, rất là tốt. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta đón tiếp Chúa ở ngoài nhà thờ nữa. Và nói như tinh thần của Đức Phanxicô là chúng ta phải đi ra vùng ngoại biên để chúng ta đón tiếp những anh chị em nghèo khó, những người đang gặp cơ nhỡ. Đấy chính là chúng ta đón tiếp Chúa. Chúa thì vô hình, nhưng chúng ta có thể đón tiếp Ngài ngoang qua việc chúng ta đón tiếp anh chị em mình, những người chúng ta gặp gỡ thường ngày. Nếu như mỗi một tối chúng ta nằm trước khi ngủ, chúng ta suy nghĩ lại cả một ngày sống mà chúng ta cảm thấy mình an vui bởi vì ngày hôm nay mình đã đón tiếp một cách rất là nồng hậu, rất là hài hòa, vui vẻ với tất cả mọi người mà mình đã gặp gỡ trong ngày, thì đó là một niềm vui và đó là một hạnh phúc. Chớ gì mỗi người chúng ta luôn luôn nhìn thấy Chúa nơi những người khác để qua đó biết yêu thương và tôn trọng hết thảy mọi người. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa thật là kỳ diệu khi cho thánh nữ Ma-ta được ơn phục vụ Đức Kitô, Con Chúa. Xưa Chúa đã chấp nhận lòng hiếu khách của thánh nữ, nay xin Chúa cũng vui nhận của lễ và lời cầu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chính em. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh và khi tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con gương sáng. Nhờ sự hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, Chúa ban ơn trợ giúp chúng con.
Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, chúng con xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng. Và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa
qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha gì đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúa con thờ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng Chúa. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Lạy Chúa Giêsu, con tin Thần Chúa đang ngự trong bí tinh thánh thể,
Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật, đã trở nên thần nương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con và con cùng ương ao rước Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa tẩy sạch tâm lòng con để con nên trong trăng. Xin Chúa mở rộng hồn con để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria và Thánh Ca Giuse, xin giúp con dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con đã thông hiệp với mình và máu con một Chúa. Nhờ ơn hiệp lễ xin cho chúng con không quá lệ thuộc vào cuộc đời trong qua, và ước gì chúng con khi sống ở đời này biết noi gương Thánh Nữ Mata để lại mà tiến bước trong tình yêu mến Chúa, và mai sau trên thiên quốc được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu mộ Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã trót vô tình phạm phạm đến Chúa nhân. Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu mộ Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã trót vô tình phạm đến Chúa nhân từ. Liệt